OK, chắc mình sẽ bắt đầu chương trình cái buổi webinar ngày hôm nay nhé. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Lê Quang Vịnh. Mình đang công tác tại công ty Advantech Việt Nam. Advantech Việt Nam thực ra là văn phòng đại diện của tập đoàn Advantech Đài Loan tại Việt Nam. Thì Advantech Việt Nam thì có văn phòng từ đầu năm 2018. Trụ sở chính là tại Hà Nội và có chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì hàng năm thì bình thường thì Advantech cũng như là Advantech Việt Nam thì thường tổ chức rất nhiều các chương trình hội thảo online, offline và cũng có mời các cái đối tác tham gia rất là thường xuyên. Nhưng mà tuy nhiên trong cái tình hình đại dịch như thế này thì bọn mình chuyển sang cái hình thức nữa là webinar. Thì buổi hôm nay là cái buổi mà đầu tiên mình chia sẻ về cái phần AI cũng như là các sản phẩm của Advantech cho các ứng dụng AI. Thì hy vọng thì qua buổi này thì có những cái cơ hội để trao đổi thêm với anh chị và các bạn. Thì nếu như có cơ hội thì mình sẽ thu xếp các cái buổi tiếp theo thì có thể là chuyên sâu hơn về kỹ thuật, mình có thể mời chuyên gia của hãng hay là các cái partner họ đã từng triển khai các ứng dụng này rồi thì có thể là chia sẻ thêm với các anh chị trong các cái buổi tiếp theo nếu như có cơ hội. Còn về cái webinar ngày hôm nay thì mình sẽ có 3 phần. Phần 1 đó là mình sẽ giới thiệu rất là nhanh thôi về các cái dòng sản phẩm của NVDA. Và sau đó thì tương ứng là phần 2 thì mình sẽ có cái nhóm sản phẩm của Advantech. Thì dựa trên cái platform của NVDA thì Advantech có các cái dòng sản phẩm tương ứng. Cái phần thứ ba là mình sẽ đưa ra một số cái ứng dụng thực tế đã triển khai rồi thì để cho các anh chị có thể là tham khảo. Và cũng như là mình sẽ đưa ra một số cái cách thức hợp tác giữa Advantech và các đối tác ở Việt Nam cũng như ở các nước để làm sao để mình triển khai được các ứng dụng này mình đi vào thực tế nhanh nhất. Thì mình thấy đây có một số anh chị có thể là nhìn rất là quen nhưng mà có một số người thì mới thì có thể là chưa biết Advantech. Thì mình sẽ xin chạy qua về cái profile của Advantech. Advantech thì thành lập năm 1983, trụ sở chính ở Đài Loan với cái sứ mệnh đó là xây dựng một hành tinh thông minh. Thì với cái sứ mệnh như vậy thì Advantech có đưa ra rất nhiều các cái dòng sản phẩm giải pháp, trong đó thì có cả phần cứng, phần mềm. Thì ngày xưa thì Advantech thường được mọi người biết đến đó là nổi tiếng nhất là máy tính công nghiệp. Thì bắt đầu từ năm 2010 thì Advantech đưa ra cái sứ mệnh mới đó là xây dựng hành tinh, kiến tạo cái hành tinh thông minh. Thì dựa trên các cái dòng sản phẩm đó là vật cứng, thì có máy tính công nghiệp và các cái phần hardware khác, thiết bị thu thập dữ liệu, thiết bị truyền dẫn thì thành một cái platform phần cứng rất là mạnh. Thì sau đó thì bắt đầu từ 2010 thì đưa ra cái sứ mệnh đó là kiến tạo hành tinh thông minh. 2013 thì bắt đầu chuyển hướng sang đó là xây dựng cái UiPath, một cái platform khác, nó cho phép là các cái đối tác của Advantech có thể đưa các cái giải pháp phần mềm tích hợp phần cứng lên đó để có thể mình làm thương mại. Thì cái này chính thức được phát hành vào 2017. Thì đến năm 2018 thì Advantech lại đưa ra một cái mô hình mới, đó là cái mô hình gọi là đồng sáng tạo để gọi là tăng tốc cái triển khai cái IoT này. Trong kỷ nguyên IoT thì 2018 thì Advantech chính thức là kick off cái chương trình này với cái số lượng khách mời đâu đó khoảng 6.500 người thì phải ở bên Tô Châu. Thì mình bắt đầu từ năm 2018 thì kick off cái giai đoạn 2 của cái business đó là đồng sáng tạo. Thì cái slide này nó nói về cái hai cái thập kỷ tiếp theo, đó là từ 2010 đến 2020 thì có một số cột mốc, ví dụ như là 2010 thì là đưa ra cái sứ mệnh mới, 2013 thì đạt cái cột mốc là 1 tỷ đô, đến năm 2017 thì giới thiệu cái UiPath platform, 2018 thì kick off cái phase 2 của cái business đó là đồng sáng tạo, và năm 2020 thì bắt đầu đưa ra một cái marketplace. Cái này hình dung đơn giản nó giống như là cái App Store ở trên iPhone của anh chị ấy. Thì trên đó thì các anh chị cũng như là các đối tác của bên Advantech có thể đưa các cái giải pháp của mình đã đóng gói lên đấy để có thể làm thương mại toàn cầu. Thì cái này nó gọi là Industrial App. Thì với cái sứ mệnh là từ năm 2020 đến 2030 là chuyển sang cái giai đoạn 2 của cái business, thì Advantech đã có rất nhiều các chương trình đồng sáng tạo với các cái đối tác, có thể là đầu tư, có thể là bằng các hình thức hợp tác về marketing, về các chương trình bán hàng để đẩy nhanh cái tiến trình này. Thì anh chị có thể thấy ví dụ như năm 2025 mà dự kiến nó có khoảng độ trên 1.000 cái app được niêm yết trên này, listing trên cái hệ thống này. Thì để mình có cái tham khảo về cái sứ mệnh và tầm nhìn của Advantech
Thì trong đâu đó trong cái lúc mà anh chị chọn lựa các cái sản phẩm để xây dựng các cái gói giải pháp cho khách hàng ấy, hay là mình xác định thị trường thì mình có thể lựa chọn các cái đối tác phù hợp và có thể đi cùng với bên mình trong thời gian rất là dài. Thì đây là một số cái một cái slide nói về cái sector cũng như các sản phẩm. Thì có nhóm embedded thì anh chị thấy có rất nhiều các cái dòng và giải sản phẩm khác nhau cho các thị trường khác nhau. Một nhóm thứ hai là nhóm industrial IoT, nhóm này thì team mình đang nằm ở đây. Thì các cái sản phẩm này nó tương đối là hoàn chỉnh và mình có thể là sử dụng trong các ứng dụng như nhà máy hay là giao thông hay điện lực hay là các cái ứng dụng về hạ tầng truyền dẫn. Phần cloud, phần này thì mới. Phần thứ ba đó là về phần giải pháp, thì phần này các cái giải pháp này cũng tương đối là hoàn chỉnh, ví dụ cho các thị trường về về y tế, về thành phố thông minh, về bán lẻ vân vân. Về logistics thì cái này nó khá là hoàn chỉnh thì mình sẽ đưa vào đây, đưa vào cái nhóm thứ ba này. Thì đây là cái anh chị có thể thấy là ví dụ như là ở Vantech thì có hiện tại là Việt Nam là văn phòng đại diện thứ 27. Thực tế là hiện đến năm nay là có thêm một nước nữa đó là Thổ Nhĩ Kỳ là 28. Thì với ba nhà máy lớn ở Trung Quốc và Đài Loan và các cái trung tâm logistics rồi thì 14 trung tâm sửa chữa, thì anh thấy cái mạng lưới của Vantech rất là rộng. Thì khi mà mình hợp tác với Vantech thì mình có nhiều cơ hội tiếp xúc với các cái khu vực, vùng miền, địa lý khác nhau thông qua cái nền tảng cái marketplace như vừa nãy mình có chia sẻ. Ở cái slide này nó nói là cái thị phần toàn cầu của Advantech về cái mảng IPC thì chiếm 34% thị phần. Thì mọi người đa phần biết tới Advantech là IPC công nghiệp. Đấy, thì cái này cũng nằm cái reference để cho mình có thêm các cái lựa khi mình lựa chọn đối tác. Cái này là cái Best Taiwan Global Brand năm 2019. Giá Advantech đứng top 5 cũng được mấy năm, ví dụ từ 2016 đến 2019. Thì top 5, top 6 thì đó, trong đó thì các công ty khác thì đa phần là họ là B2C. Thì có Advantech là B2B. Đây là một số cái về các cái chỉ số như là bên Nikkei thì đứng thứ 25 về top các cái công ty về tự động hóa công nghiệp toàn cầu. Rồi thì nhóm IIoT, Industrial IoT. Riêng của nhóm Embedded thì đang đứng thứ hai. Và nằm trong cái nhóm của Accelerator thì cái nhóm này thì mình có thể là có nhiều cái cơ hội hợp tác cũng như là thúc đẩy cái quá trình triển khai IoT. Thì cái bài hôm nay thì mình sẽ xoay quanh cái nhóm sản phẩm của Advantech và các cái dòng card GPU của NVIDIA cho cái mảng AI. Thì mảng này thì thực tế mình ở Việt Nam mình cũng có rất nhiều, hôm qua mình có thấy một số bên họ đưa ra một số cái clip cũng khá là hay, đã triển khai rồi và thí điểm, nhưng mà bây giờ làm sao để triển khai được nó ở trên diện rộng hay làm sao để thương mại nó ở trên các cái quy mô nó rộng hơn, thay vì mình thí điểm ở một vài điểm mình chạy thấy có kết quả nhưng thực tế thì để nhân rộng lên thì lại chưa thấy có nhiều ở Việt Nam. Lý do tại sao như vậy thì có chăng là qua cái bài này thì các anh chị có thể thêm một cái option nữa về lựa chọn đối tác để khi mình đi cùng mình đồng hành cùng nhau thì có thể là triển khai cái giải pháp này ở trên phạm vi nó rộng hơn, không chỉ ở Việt Nam, có thể ở các nước khác. Thì về các dòng card của NVIDIA thì rất là nổi tiếng rồi, thì mọi người ai cũng biết. Thì thực ra họ còn làm rất nhiều các cái mảng kinh doanh khác nữa, nhưng mà dòng card thì các cái GPU là nổi tiếng nhất. Thì ở đây thì ví dụ như GPU các cái dòng GeForce cho các cái mảng về gaming thì có một số dòng. Và các cái này thì thường là nó cái thời gian nó rất là ngắn, thường cái lifetime của nó khoảng lúc đó 1 năm thì nó lại đổi sang các dòng mới theo công nghệ. Hay là dòng Quark Pro thì cho các cái ứng dụng về graphic hay là đồ họa. Hay machine learning thì cái này mình sẽ sử dụng nhiều hơn trong cái mảng doanh nghiệp. Tương tự như vậy, Tesla thì cái dòng này cũng cũng là sẽ dùng cho doanh nghiệp. Các hệ thống deep learning hay là hệ thống máy học thứ thì cái này mình sẽ dùng nhiều. Ở phần dưới nữa là cái phần SOC này cái SOM này thì mình sẽ dùng nhiều hơn này cho các cái mảng ở phân tích. Cũng như là các cái đơn vị họ họ làm tích hợp, họ làm các cái máy mà nó tích sử dụng cái nền tảng của NVIDIA. Thì đây là mình đưa ra cái bảng so sánh về một số cái dòng Jetson hiện tại. Hiện tại như là ở đây các anh chị có thể thấy ví dụ cái Jetson Nano ạ.
hay là cái TX1 hiện tại thì bên Nvidia họ đưa ra, nhưng mà Advantech thì thực sự là không 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 nằm cái career cho cái mảng này, cho cái thiết bị này, cho cái xôm này. Rồi mình tập trung vào cái nhóm đó là TX2 ở Nano và Xavier thì bọn mình sẽ tập trung hơn. Còn đây là một cái hình ảnh để anh chị so sánh, và anh chị có thể thấy ví dụ như là hiện tại như trước đây thì khi mà xử lý xong thì ví dụ xử lý các cái video ấy, thì mình thường có một cái NVR và có một cái server để mình xử lý. Đấy, thì như vậy nó cũng khá là phức tạp và cồng kềnh, chi phí cao, cũng như là cái chi phí phần bên tên của mình cũng rất là cao. Thì thay vì thế thì bây giờ Advantech đưa ra một cái sản phẩm nó tích hợp, nó gộp hai cái thành một. Nó là vừa bao gồm là NVA và tích hợp cái xôm của Nvidia để xử lý hình ảnh luôn. Thì như vậy thì cái chi phí nó sẽ thấp hơn và cái phần maintenance nó dễ hơn. Và khả năng triển khai cũng sẽ rất là linh hoạt. Ở đây là cái phần phần Jetson, cái xôm này thì Advantech làm cái carrier cho các cái xôm từ Nano đến Xavier, thì Advantech sẽ đưa ra các cái nhóm sản phẩm cho các cái xôm này. Thay vì các anh chị phải dùng các cái GPU lớn thì có thể là cân nhắc đến dùng các cái xôm này. Đây là cái hình ảnh về cái giải sản phẩm Advantech offer cho cái nhóm Jetson. Thì để các anh chị có thể nhìn qua cái giải sản phẩm của Advantech tương ứng với các cái xôm. Thì slide sau thì mình sẽ đưa ra một loạt các cái spec cũng như là các cái ứng dụng thì mọi người có thể là dễ để theo dõi hơn. Thì đây là một số cái ứng dụng. Còn đến cái phần Quark Pro thì Advantech cũng có rất nhiều các cái dòng sản phẩm. Bởi vì đây là dòng GPU thông thường. Cho các cái motherboard thì Advantech có rất nhiều, thì đây mình đưa ra một số dòng nó cũng khá là compact để mình có thể triển khai trong các ứng dụng, ví dụ như là mình lắp trong các cái cột đèn hay là các cái trung tâm thương mại thì mình có thể dùng các cái này. Các cái vị trí nó tương đối là cái điều kiện làm việc tương đối là tốt, mặc dù là ý mình đang nói là cái phần nhiệt độ, bởi vì các cái này là đa phần là fan bay, có duy nhất là cái mã MIC 770 này là fan led, thì mình có thể cho các ứng dụng nó khắc nghiệt hơn. Còn với các cái dòng mà fan bay thì mình sẽ cân nhắc cho các ứng dụng có điều kiện làm việc tương đối là tốt, vì nó dùng quạt thì cái việc mà bụi bẩn thì mình sẽ phải vận hành, mình phải bảo trì thường xuyên. Thì cái tính năng, các cái ưu điểm của nó là thứ nhất là cái giải sản phẩm là đáp ứng cho môi trường công nghiệp, thiết kế cho các ứng dụng khá là rapid, compact design, rồi tương thích với các cái dòng Quark Pro, kể cả một số dòng Keyforge cũng tương ứng hết, tương thích hết. Nhưng mà trong mảng của doanh nghiệp thì mình hướng tới là Quark Pro và Tesla nhiều hơn. Phần dòng card Tesla thì cũng có rất nhiều dòng dòng Sky, dòng này bọn mình gọi Sky, server GPU bọn mình gọi Sky, thì các cái dòng này cũng có nhiều kiểu dáng, kích thước, cấu hình và cũng có nhiều cái ưu điểm so với các cái dòng thông thường, ví dụ như là phần quản lý remote, rồi thì các cái dòng card, rồi phần quản lý nhiệt vì nó có cái phần smart fan cũng khá là hay. Mình sẽ đi vào một số cái dòng MIC 710 710 AIX. X này cái là cái bản gọi là Xavier X. Thì một số cái ứng dụng như anh chị có thể thấy, ví dụ như về nông nghiệp hay là về 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 robot thì có cái phần dẫn đường hay là xử lý ảnh cũng có thể dùng được. Hay là về trang trại nông nghiệp ngạn, đi test các cái giám sát các cái hành vi của lợn ấy, màu sắc, màu hành vi ăn uống thứ mình giám sát, sau đó mình đưa ra phân tích cảnh báo. Vì trên cái trang trại số lượng rất là lớn thì mình không thể nào mà giám sát bằng mắt được, mình phải dùng các cái hệ thống AI để mình giám sát cả trang trại khi
khi các cái hành vi bình thường hàng ngày thì mình biết được con lợn nó có vấn đề gì không. Hay phần nông nghiệp cũng vậy. Đặc biệt là trong sản xuất thì cái ứng dụng này nó rất là nhiều. Trong các cái nhà máy sản xuất về bánh kẹo, các cái detect các cái lỗi sản phẩm hay là dẫn hướng cho robot thì cũng sử dụng rất là nhiều. Hay là một số ứng dụng gần đây mọi người cũng hay thấy trên TV, đó là cái AGV. AGV thì ứng dụng cái này vào thì nó sẽ rất là tiện và giải quyết được rất nhiều cái vấn đề về về từ xử lý hình ảnh đến cái việc mà nó di chuyển như thế nào, thì cái phần này nó tức là dẫn hướng như nào thì cái này nó sẽ giải quyết được vấn đề đấy. Thì đây là một số cái spec cơ bản, các cái thông số cơ bản như là phần nhiệt độ và thiết kế không quạt, rồi đến kích thước nhỏ gọn. Ngoài ra thì cái phần cái Jetson Nano thì vẫn vẫn lấy y chang của vẫn sử dụng của NVDA, thì toàn bộ nó sẽ vẫn có các cái thư viện bình thường, các cái framework bình thường. Các anh chị có thể hoàn toàn có thể khai thác các cái framework này cũng như là mình có thể update các cái bản update của NVDA bình thường. À, đây là phần thông số kỹ thuật. Thì ngoài ra thì các sản phẩm này của Apotec thì nó có thêm một cái gọi là cái cổng IDOR này. Thì anh chị có thể là mở rộng thêm với giao tiếp thêm với các cái thiết bị khác. Ví dụ như anh chị làm một cái robot, mình tích hợp phần xử lý ảnh và mình tích hợp thêm điều khiển một cái cánh tay robot chẳng hạn. Để khi mà quan sát định detect các sản phẩm lỗi, mình có thể pick, mình đặt ra, mình loại nó ra. Thì cái này cũng là một cái để mình có thể là cân nhắc thêm. Thì có rất nhiều các cái module IDOR mở rộng để cho mình có thể lựa chọn từ cái phần kết nối truyền thông cho tới các cái phần giao tiếp với các thiết bị để điều khiển. Đấy, thì có thể là ví dụ như trong các cái ứng dụng như là quản lý bãi đỗ xe thông minh chẳng hạn, thì mình cần phải giao tiếp, mình không những mình giám sát an ninh thông thường, mình có thể là thứ nhất là detect chỗ trống, cái thứ hai là xác định là có trộm cắp hay là có phá hoại. Thì mình ra các cảnh báo, mình đưa ra các cái tín hiệu chuông còi cảnh báo, hay là mình gửi các cái tin nhắn message chẳng hạn. Thì cái này là cái phần cho phép mình mở rộng thêm. Đến cái phần MIC 710 EVA, thì cái phần này thì nó là sự kết hợp giữa giữa NVR và cái phần xử lý hình ảnh, xử lý video ấy. Thì mình có thể là kết nối tới 8 cái camera và support POV. Và có hai ổ HDD, SSD. Thì cái này kích thước cũng khá là nhỏ gọn, mình có thể là để vào trong các cái box của mình rất là gọn. Spec. Cái này thì cái nhiệt độ nó sẽ không được tốt bằng cái dòng AI kia, cái 710 AI, vì vì cái này là phần PSU của nó là dùng 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 fan, dùng quạt. Đây anh chị có thể thấy là phần phần ổ cứng này. Đây là cái nhóm sản phẩm mình nghĩ rất là quan trọng, đó là cái phần M Mic 720 AI. Thì cái này sử dụng cái Tega X2. X1 thì Advantech không, không 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 làm, tập trung vào X2. Thì cái này nó cũng ứng dụng rất là nhiều, thì nó có hiệu năng cao hơn, thì rồi sử dụng trong các cái hệ thống như là giám sát lưu lượng, đếm lưu lượng phạt, rồi detect người về an ninh đấy, rồi thậm chí là ứng dụng cho các cái ứng dụng trong machine vision trong nhà máy. Đây là phần thông số kỹ thuật của Mic 720 AI. Thì cái sản phẩm này có thể phù hợp với các ứng dụng của anh chị, có thể đặt ở ngoài 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 site. Mình có thể là làm một cái box, mình để cái thiết bị ở trong, vì bản thân là thiết bị cái M20 720 AI này có cho phép cái điều kiện làm việc nó khắc nghiệt hơn, fan LED. Và hiện tại cái bộ này thì mình cũng đang có sản phẩm mẫu ở ở Việt Nam để cho các đơn vị test thử hiệu năng. Ưu điểm là nhiệt độ vận hành
dòng 730 này thì nó có hiệu năng cao nên là sử dụng cho các ứng dụng như xử lý ảnh cho các cái mảng về 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 điện tử, điện điện tử ấy. Rồi thì về y tế, về nhận dạng biển xe, biển số xe. Ở trên các cung đường có rất nhiều làn xe lên xe tốc độ chạy rất là cao thì làm sao để mà detect được cái phần này? Thì giải pháp đưa ra là dùng cái Xavier, thì Advantech đưa ra cái dòng sản phẩm tương ứng và có cái career board tương ứng, đó là 720 AI. Anh chị thì có thể nhìn phía bên phải này là cái phần performance nó cao hơn hẳn so với cái TX2, từ số CUDA đến CPU, RAM đến cái phần cái tốc độ xử lý cũng rất là cao. Đây là phần spec kỹ thuật. Thì cái 730 này thì nó thiết kế cho phép mình mở rộng qua cổng IDOR giống như cái 710 để mình mở rộng thêm các cái phần truyền thông, phần kết nối với các thiết bị khác. Ngoài ra nó còn cho mình mở rộng thêm theo cái iModule. Thì mình có thể sử dụng thêm các cái cạc giao tiếp dưới dạng là PCI Express. Thì cho các ứng dụng, ví dụ anh chị cần giao tiếp với các cái thiết bị mà có cái phần băng thông lớn, ví dụ như các cái frame gapper mà dùng ở chuẩn analog, cái tốc độ rất là cao thì có thể dùng cái này. Đây là cái cổng IDOR này cũng 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 khá là phổ biến, cho phép mình mở rộng ra rất là nhiều các cái cổng khác. Dòng 730 EVA, dòng này thì cũng tương tự như cái 710 EVA. Tuy nhiên thì cái khả năng xử lý của nó sẽ cao hơn. Vẫn cho phép là kết nối đến ví dụ lên 8 camera. Sorry, cái này mình phải để này cái Xavier. Đây là thông số kỹ thuật. Thì cơ bản nó cũng gần giống nhau về mặt kiểu dáng, kích thước. Khác chăng khác mỗi cái là dùng cái nhân khác. Ở đây là một cái ví dụ khi mà xử lý đến 8 cái camera thì nó như thế nào. Ứng dụng thì hiện tại thì cũng ứng dụng cho rất nhiều mảng khác nhau, thì tuy nhiên là ở trên đây là một số cái mình liệt kê ra, ví dụ như bán lẻ chẳng hạn, trong các trung tâm thương mại hay các cái cửa hàng tiện ích, thì thay vì mình dùng camera thông thường thì mình có thêm cái phần tích hợp thêm AI, thì mình có thể là detect các cái hành vi của khách hàng cũng như là các cái vị trí mình để sản phẩm, làm sao để mà khách hàng họ họ lựa chọn thường xuyên lựa chọn, hay là các cái detect các hành vi khác, trộm cắp, nhận diện khuôn mặt hay là vân vân, thì mình có thể là khai thác thêm dữ liệu. Nên là các cái vị trí như là cửa hàng xăng dầu ở bên nước ngoài thì họ có thể tự động, như Việt Nam mình thì vẫn 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 có người bơm, thì có thể là, hay là phía ngân hàng thì tương tự, thì mình sẽ thay vì dùng các camera thông thường thì mình có thể thêm phần AI, thì mình có thể là tăng cái trải nghiệm của khách hàng khi mà họ đến cái là đã detect được khách hàng này là ai và có cái nhu cầu như thế nào, rồi các khu đô thị vân vân. Thì đây là một cái trong phần cái các cái ứng dụng trong trong thành phố, thì có thể là mình có thể thường gặp nhất đó là phần bãi để xe của mình. Ví dụ như bãi để xe thì hiện tại họ gọi là bãi để xe thông minh, thì nó có các camera. Ngày trước thì là camera chỉ để giám sát thôi, biết được sau này ví dụ có người trộm cắp thì mình truy lại. Nhưng mà bây giờ nếu như dùng camera có tích hợp thêm phần này, có thêm cái bộ xử lý này, thì mình có thể là thứ nhất là detect các cái vị trí trống, cái thứ hai là phát hiện là trộm cắp, thứ ba là thêm cả phần nhận dạng biển số để mình có thể là tìm cái vị trí mình để xe nó thông minh, như chỉ cần nhập biển số thì nó sẽ chỉ ra vị trí để đỗ ở vị trí nào, hay thời gian đỗ bao lâu, hay là thậm chí là detect cả khuôn mặt của người lái xe. Thì mình có thể là mình không không cần thiết phải dùng thẻ gửi xe nữa, mình có thể detect cái biển số và detect khuôn mặt, hay là thậm chí là phát hiện các cái trộm cắp mình có thể ra các cái cảnh báo. Rồi thì phần kiểm soát giao thông lưu lượng,
nhận dạng phương tiện, đếm ấy, nhận dạng biển số, xử phạt. Ở đây là một ứng dụng khác ở trong nhà máy, cái này nó rất là khó. Đi tách các cái nhà máy làm bánh quy chẳng hạn, thì họ đi tách các cái màu sắc để đảm bảo ra cái chất lượng đầu ra là hoàn hảo nhất. Thì nhiều khi là cái màu sắc, nếu bình thường họ sẽ phải có người vừa dùng mắt thường để họ quan sát. Thế thì nếu dùng cái này thì mình có thể là dùng cái AI, mình dạy cho nó biết là khi là màu như nào thì là được, là đạt. Và nếu cái mà nó bị cháy hay nó bị kém quá thì có thể là dùng ra các cái tín hiệu để cho robot nó pick các cái đó, nó bỏ ra ngoài. Thì cái này thì sẽ nâng cao được hiệu suất cũng như là đảm bảo chất lượng đầu ra sản phẩm là ở cái mức ổn định cao nhất. Thì trong các cái mảng về nông nghiệp, kiểm soát chất lượng hay là về công nghiệp, detect các cái lỗi hay là dự đoán bảo trì chẳng hạn, thì cũng ứng dụng rất là nhiều. Mảng y tế thì có phần dược cũng như là phần về phân tích hình ảnh. Còn đây là một cái cây khác về công nghiệp, thì nó cũng tương tự như cái về làm bánh quy. Cái này thì nó sẽ kết hợp các về về kiểm soát chất lượng cũng như là cái phần mà điều khiển cái robot, nó cũng tương tự như cái làm bánh quy. Đây là một cái cây khác ở ở trong nhà máy, thì nó cũng là sự kết hợp giữa machine vision và robot. Đây là một cái dự án ở bên Trung Quốc, thì họ đặt các cái họ đặt các cái GPU này trên một cái xe, và nó gần như là cái xe của cảnh sát ấy. Có thể kết hợp nhiều các ứng dụng, có thể là vừa kết hợp là nhận dạng biển số của cái xe phía trước, khi mà trên cái xe cảnh sát này họ có camera đặt phía trên, có GPU xử lý hình ảnh luôn, thì họ có thể là quan sát các cái biển số cũng như là các cái về thông tin về các cái xe mà họ khi mà họ cần đi tuần tra. Thậm chí là nó còn lấy các cái dữ liệu từ các cái kiosk information ở bên ven đường để họ thu thập, cũng như là gần như một cái trạm quan trắc di động. Tức là một cái xe cảnh sát như vậy nó sẽ có rất nhiều các cái thông tin khi mà được kết nối lại từ các cái sensor và được xử lý. Ở đây là một cái cây khác về phần cũng là cho ứng dụng về về giao thông ở bên Đài Loan, thì nó là hệ thống giám sát cũng detect tai nạn giao thông. Thì họ sử dụng bộ MIC720 và các cái GPU của NVIDIA. Thì cái này nó vừa là detect tai nạn, vừa là giám sát an ninh. Thì cái này ở các cái thành phố thường, thì các cái chỗ thành phố du lịch hay là các cái khu mà phố đi bộ thì họ thường hay có các cái này, thì mình có thể là sử dụng các cái giải pháp này. Cái phần tiếp theo đó là phần điều khiển đèn thích ứng kết hợp với lại camera. Thì cái này thì hy vọng Việt Nam sắp tới cũng sẽ có các cái dự án tương tự triển khai trên các cái thành phố. Thì trong thành phố thì cái việc mà điều khiển đèn hiện tại thì nó cũng cũng chưa thực sự là được, chưa sự là thông minh. Thì nếu như mà đưa các cái ứng dụng này vào thì nó sẽ đã giải quyết được các cái tình trạng, đó là cái thời gian đèn chờ cũng như là số lượng cái lưu lượng xe thực tế, thì cái phần này nó sẽ điều khiển thích ứng toàn bộ cái phần đèn. Thì hy vọng sắp tới Việt Nam mình có các cái dự án tương tự sử dụng các cái nền tảng này. Đây là một cái ứng dụng khác ở sân bay. Thì ở sân bay trước đây thì cái phần mà mình kiểm tra hành lý thì thường có người ngồi và nhìn vào cái màn hình để kiểm tra. Nhưng mà nếu như có thể ứng dụng được các cái ứng dụng giải pháp này vào, thì mình có thể là không cần đến người ngồi đó nữa. Thì với các cái chuyến bay quốc nội hay là các chuyến bay mà ở mức độ nào đấy, thì mình có thể là dần dần mình chuyển sang ứng dụng này. Thì mình không cần phải có các cái đội ngũ an ninh ngồi trực và giám sát màn hình nữa.
Thì trên đây là một số cái giới thiệu về dòng sản phẩm, giải pháp và ứng dụng của Advantech cho các cái mảng về về AI ở Việt Nam. Thì nếu anh chị có câu hỏi nào thì cũng có thể là đặt ra các câu hỏi. Hiện tại thì mình cũng có một hai cái câu hỏi của mấy anh chị anh ấy gửi. Về hỏi về cái hợp tác cũng như là các cái sản phẩm mẫu. Về hợp tác thì mình sẽ quay lại cái chỗ đây, cái slide này thì hiện tại thì Advantech đang cũng đã triển khai cái marketplace giai đoạn 2, cái phase 2 thì cũng đang làm việc với các cái partner để mình listing các cái giải pháp lên. Giải pháp ở đây bao gồm là cả phần cứng, phần mềm và đã được phát triển ở cái mức rất là cao, tương đối là hoàn thiện. Đấy thì mình có thể là listing lên trên cái marketplace, hay các anh chị có thể là vào Google và search marketplace 2.0 thì mình sẽ ra được cái marketplace đó. Thì trên đấy thì sẽ listing các cái giải pháp của các cái partner lên đó. Thì ví dụ như là không chỉ ở Việt Nam, có thể là các nước khác trong khu vực hay là các nước khác mà có nhu cầu, khách hàng có nhu cầu thì có thể là kết nối và triển khai các cái giải pháp này. Bởi vì có thể là ở Việt Nam thì cái giải pháp này đã được phát triển khá là hoàn thiện, nhưng ở cái thị trường khác thì họ chưa có partner hay là chưa được, thực sự là giải pháp nó chưa được tốt, chưa được hoàn thiện thì mình có thể sử dụng các cái giải pháp này. Thì Advantech cũng đang triển khai cái giai đoạn này nên là cũng đang rất là tìm, tức là đang 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 làm việc với các đối tác. Thì nếu anh chị mà có cái giải pháp tương tự, có cái giải pháp mà thấy nó khá là tốt rồi thì có thể liên hệ với Advantech Việt Nam hoặc là liên hệ với mình thì mình có thể là trao đổi để đưa ra cái cách thức hợp tác. Nó không chỉ là giải hợp tác về phần cứng, về các cái về kỹ thuật, về giá vân vân, mà nó còn về cả cái phần thương mại sau này của mình khi mình đã đưa ra các cái package nó hoàn thiện thì nó sẽ dài hơi hơn. Thì mình có thể đi ra các cái thị trường khác, hay mình thậm chí là mình có thể làm các chương trình training cho cái đội ngũ sale ở trong khu vực, vì họ cũng cũng là người tiếp cận làm việc với khách hàng ở các nước, họ sẽ gặp các cái nhu cầu như vậy. Nhưng mà nếu như mà họ không biết là mình có, hay ở Việt Nam mình đã từng làm rồi thì họ cũng sẽ không biết. Thì mình có thể làm các chương trình giới thiệu cho họ để khi trong quá trình mình làm việc với khách hàng thì họ có thể là giới thiệu cho các cái đối tác khách hàng ở các cái nước khác. Thì đấy là một cái câu hỏi hôm vừa rồi mình có nhận được từ một bạn. Bạn ấy bảo là bên mình có cái giải pháp đã build xong rồi, cũng đã thử nghiệm được một vài nốt, nhưng mà cái thấy cái thị trường nó thực sự là, nếu như mà nó không thực sự là nó có quá nhiều cái nhu cầu, chỉ dừng lại ở đấy vậy vậy thôi thì nó cũng khó. Thì mình cũng đang đang đưa bên mình thì ra đang đang làm như vậy, đang đưa ra cái mô hình đó là hợp tác và listing trên các cái này, đồng thời kết hợp với các công cụ marketing của Advantech và đội ngũ sale của Advantech thì mình có thể đưa ra các cái thị trường khác nữa, là trên phạm vi rộng hơn. Alo, Alo. bộ phận marketing của Advantech ấy, thì bây giờ đang đỡ cái phần trả lời câu hỏi dành cho anh Vịnh, thì các anh chị có thể điền cái câu hỏi của mình vào cái phần chat box thì anh Vịnh của bên em sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi nha. Thì bây giờ cái phần Q&A của mình thì dự trù là trong khoảng một tiếng, thì các anh chị cứ tự do để đưa ra những câu hỏi. Bây giờ thì em thấy đã có một vị khách hàng để lại câu hỏi á, thì anh Vịnh hỗ trợ em để mà trả lời nha. Đây em thấy anh Nghĩa Dani có hỏi về phần chiếu lại mô hình điều khiển tín đèn tín hiệu giao thông. Vâng. Bỏ sách vở ra xem cái kia cần phải chuẩn bị cái gì, bỏ ra đi, tìm sách vở đi con, cất hết vào rồi học hành xong rồi chơi.
Anh Nghĩa có thấy slide của em không anh? Cái dự án này là triển khai bên Đài Loan. Thì nó có đâu đó khoảng gần 100 nốt. Là một công ty đối tác của Advantech ở bên Đài Loan thì cũng đã triển khai được cái ứng dụng này, dự án này. Thì mỗi một nốt thì nó có một cái bộ MIC720 AI ở các cái nút đèn của mình ấy. Cái phần này em có cái phần miêu tả cũng khá là chi tiết thì có thể em sẽ gửi thêm cho anh tham khảo. Thì cái phần này nó thực ra là nó có thể giải quyết được nhiều hơn cái vấn đề đó là chỉ đếm lưu lượng không. Nhưng mà hiện tại cái dự án này như em biết thì là nó chỉ dừng lại ở việc đếm lưu lượng và đưa ra cái điều khiển đèn thích ứng. Còn cái phần biển số cũng như là detect thêm các cái về xử phạt thì nó chưa làm, nó chưa 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 tích hợp vào đây. Cái này thì cũng có streaming về về cho trung tâm nắm được cái tình trạng giao thông các nút và sẽ tự động điều khiển đèn thích ứng các cái tuyến luồng làm sao để cho cái phần lưu thông của các thành phố như là cái phần đi lại của mọi người là thuận tiện nhất. Thì cái phần này em thấy cũng cũng khá là hay, ở bên Đài Loan đã triển khai rồi. Có một anh hỏi là chi phí cho dự án giao thông kiểu này khoảng bao nhiêu? Cái phần chi phí này thì thực ra là chi phí này thì em thực ra thì nếu ra một con số thì em cũng không cũng rất là khó nói, nhưng mà tuy nhiên về mặt cả một bài toán lớn ấy, giải quyết cả một bài toán lớn cho thành phố ấy, thì thực sự là chi phí bỏ ra so với các cái gói mà trước đây mình đầu tư cái phần hạ tầng rất là nhiều camera, mình để rất nhiều ngoài đường nhưng mà thực tế chỉ để view không à, không có việc khai thác dữ liệu mà toàn sử dụng cái phần mình toàn ngồi tự mình làm thủ công ấy. Thì em nghĩ cái chi phí để mình đầu tư có thể giai đoạn đầu nó lớn nhưng mà xét trên cả một cái quá trình thì nó sẽ không phải là lớn. Nên là mình có thể là mình phân kỳ ra mình đầu tư. Mình làm các ví dụ trong thành phố có rất nhiều nút thì mình làm chọn các cái nút giao thông lớn mình làm trước. Hay chọn các cái thành phố ví dụ mình có thể tích hợp thêm các ứng dụng khác ví dụ như là thành phố du lịch chẳng hạn. Thì các cái yếu tố về về an ninh cũng rất là quan trọng thì mình tích hợp thêm, rồi thì phần xử phạt mình tích hợp thêm vào đấy. Thì nó giải quyết được rất nhiều các cái bài toán chứ không phải là chỉ có đơn thuần là điều khiển đèn không. Chi phí về sản phẩm thì nó không lớn, chi phí. Có một anh hỏi là cho mình hỏi về dự án chiếu sáng công cộng. Chiếu sáng công cộng ở đây là chiếu sáng công cộng thì em cũng chưa hiểu ý ý tưởng lắm, có thể là ý tưởng là điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng công cộng đúng không anh? Thì chắc phần này em sẽ làm rõ thêm với anh Minh để em biết thêm cái nhu cầu thực tế là của cái bài toán của anh như thế nào. Thì em có thể là kết nối với cái hệ thống partner của bên em. Ok, em sẽ share tài liệu, em sẽ share cái file này lên. Ok, về phần trang trại heo, ok anh. Ví dụ 20 nút. Anh ở bên Becamec. Ví dụ 20 nút. Thế thì em chắc là em sẽ phải phải trao đổi thêm với anh về thêm thông tin để em có thể là đưa ra một cái có thể là phải trao đổi thêm với bên anh như là bên partner cái nhu cầu thực sự bên anh cần. Còn nếu như mà điều khiển chỉ là gọi là detect cái lưu lượng và mình đưa ra cái điều khiển đèn không thì chi phí nó rất là rẻ, và hiện tại ở Việt Nam mình cũng có rất nhiều các cái công ty lớn về công nghệ họ làm rồi và cũng đã triển khai rồi, thậm chí là các startup nhỏ họ cũng làm được hết rồi. Thì ví dụ như 20 nút thì em nghĩ không phải quá quá nhiều. Anh Tuấn Anh có camera rồi.
sản phẩm của Advantech có điểm gì hơn so với dùng trực tiếp từ NVDA. Thì mình có đưa ra một số cái thông số kỹ thuật. Ví dụ như là mình sẽ ví dụ như cái đây, ví dụ như cái TX2 chẳng hạn. Cái TX2 bản chất là Advantech vẫn dùng cái của NVDA, là cái con Tegra TX2 này. Nhưng tuy nhiên Advantech sẽ là phải design lại cái housing, các cổng kết nối, rồi thì làm cái career port, cũng như là có các cái test về điều kiện làm việc, ví dụ như nhiệt độ ạ. Bình thường các anh chị có thấy là cái bộ kit của nó là có cái fan làm mát, là gọi là cái quạt làm mát ấy, thì nó phải dùng thêm một cái quạt làm mát trên bộ kit. Nhưng mà Advantech thì sẽ không dùng fan led toàn bộ, và nó làm một cái bóc kín. Thì như vậy thì khi mình triển khai các cái ứng dụng mà đòi hỏi là đặt trong các cái môi trường nó khắc nghiệt hơn ạ, thì mình sẽ cần phải cân nhắc dùng cái sản phẩm này. Đấy là về mặt kỹ thuật. Còn về mặt hỗ trợ, hay là về thị trường, như vừa nãy mình có trao đổi là về khi mà hợp tác với Advantech đi đường dài thì sẽ có nhiều các cái lợi thế. Lợi thế thứ nhất là về các cái Advantech có hệ thống văn phòng đại diện ở rất nhiều nước. Và Advantech cũng đang làm một cái marketplace để mình listing cái ứng dụng của mình lên đấy. Mình có thể là triển khai không chỉ ở Việt Nam, ở Việt Nam không thì thực sự là quy mô cho một cái, mình đầu tư một cái đội để mình build một cái phần mềm lên xong mình chỉ bán ở Việt Nam không, thực sự nó cái volume nó rất là nhỏ. Thì có thể là mình suy nghĩ ra cái việc đó là mình hợp tác với các cái đơn vị có các cái hạ tầng về marketplace, về cái đội ngũ sale service để mình triển khai ở các nước khác. Vì nhiều khi là không phải là chỉ bán xong sản phẩm xong là xong, mà cần phải có đội ngũ sale hay là có đội ngũ kỹ thuật để họ hỗ trợ nữa. Thì đấy là một cái nên cân nhắc khi mà dùng các cái sản phẩm, cũng như là mình lựa chọn đối tác bên ngoài cái yếu tố về kỹ thuật, về điều kiện, về các cái tiêu chuẩn. Khi mình vào các nước khác thì họ cũng có rất nhiều tiêu chuẩn. Vào Trung Quốc thì có các tiêu chuẩn của Trung Quốc 3C, hay là tất cả các cái nước châu Âu thì họ có tiêu chuẩn của họ. Thì việc mình đưa một cái thiết bị lên để vận hành trong cái hệ thống của họ thì mình đáp ứng các tiêu chuẩn. Thì đấy là một số cái chia sẻ của mình. Thích hợp có camera rồi. Về phần mềm thì em đề xuất là thường thì Advantech sẽ để cho đối tác làm phần mềm và deploy trên cái platform phần cứng này. Nhưng mà tuy nhiên thì có một số cái ở các nước khác họ đã có rồi, có thể là mình tham khảo, mình có thể là trao đổi với họ, mình làm dùng cái của họ. Nhưng mà tuy nhiên thì đối với các cái domain kiểu này thì thường sẽ phải tailor theo từng cái cây cụ thể. Thì ví dụ như anh làm về phần T-Tech, về phần giao thông thì thị trường giao thông, thì có một số anh làm về phần xử lý ảnh trong công nghiệp nên rất nhiều loại hình nhà máy, từ cái phần nhà máy mình sản xuất các cái linh kiện điện tử bán dẫn, các cái đấy nó rất là nhỏ, mình phải dùng cái phần của mình nó phải tạo sự khác biệt để đáp ứng các yêu cầu đấy. Hay là cái phần mà mình đi tech cho các cái trang trại heo hay lợn gà ấy thì nó lại khác, thì nó ứng dụng cho rất nhiều ngành. Chính vì vậy nó đi vào nó rất là chi tiết cho từng ngành, vì vậy nên cái volume thị trường thường nó ở từng nước đơn lẻ nó sẽ không lớn. Ok, về tài liệu thì em sẽ share cái slide này và một số cái tài liệu, cái case study. Em có một cái tập cũng nó miêu tả rất là chi tiết thì để các anh chị có thể tham khảo thêm. Còn về chuyên sâu hơn về các cái về chi tiết, về framework, về triển khai ra sao thì chắc là cần cần thêm một hai bạn từ NVDA, hoặc là thậm chí có thể mời một số anh chị đã triển khai cái hệ thống để mình cho thì mình tham khảo, mình refine thêm. Ok anh Thanh, thì cái phần tài liệu em sẽ chia sẻ lại cho anh Thanh.
Ok, nếu anh chị có ai còn câu hỏi nào nữa không ạ? Về phần các ứng dụng này thì em sẽ gửi lại cho anh chị tham khảo các cái case study này. Còn nếu như cần trao đổi về về chi tiết về về thiết bị cũng như là các cái cách thức hợp tác cả với NVDA cũng như là hợp tác với Advantech hay là các cái cách mình làm thị trường như thế nào thì có thể liên hệ với em. Hàng mẫu có thể mượn được thì cũng cũng liên hệ với em. À, anh chị có này còn có ai còn câu hỏi nữa không ạ? Đây, lát em sẽ gửi cái tài liệu này cho mọi người tham khảo. Còn cái cách thức hợp tác cũng như là hàng mượn hay là demo như thế nào thì có thể là em sẽ trao đổi trực tiếp để xem cái bài toán của mình nó đang ở mức độ nào và mình đã giải quyết được những gì rồi. Và cái thị trường đó thực sự là nó có tiềm năng ở ở một số cái nước khác họ đang có nhu cầu hay như nào đây thì mình có thể trao đổi trực tiếp để mình có thể là biết hiểu thêm cái bài toán của anh chị đang hiện có đã làm được những gì rồi. Thì khi mà trong quá trình bọn em có các cái nhu cầu từ có thể không chỉ ở Việt Nam thì ví dụ các cái bạn PM họ 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 biết mình đang làm được mấy thứ này thì họ sẽ liên hệ. Đây thì em gửi cái này thì cũng có khá nhiều. Có khá nhiều cũng khá chi tiết. Nếu anh chị không và các bạn không có ai còn câu hỏi gì nữa thì chắc là mình sẽ kết thúc cái buổi này ở đây. Thì về mặt tài liệu thì bọn em có địa chỉ, có contact rồi, bọn em sẽ chủ động bọn em gửi cho các anh chị và các bạn các cái tài liệu về slide như là về cái phần các cái tài liệu về về thiết bị như này, em sẽ chủ động bọn em gửi cho các anh chị tham khảo. Còn nếu như anh chị và các bạn một số em thấy một số anh chị có các cái một số cái đề một số cái showcase đã triển khai rồi, một số cái dự án đã triển khai rồi, thí điểm ở đâu đó rồi mà thấy khá là ok rồi thì có thể liên hệ với bên em để xem cách thức hợp tác như đóng gói cái đó như thế nào thì mình tìm cách mình mở rộng cái thị trường nó ra. Đấy, em sẽ quay lại cái contact của em thì để cho anh chị có thể tiện tiện liên hệ. Ok. Ok, anh chị lấy được contact chưa? Ok, em cảm ơn anh chị đã tham gia cái buổi hôm nay. Thì hy vọng là cũng
đâu đó thì cũng đưa ra được một số cái ý tưởng hay là một cái cách thức hợp tác nào đó đối với để anh chị có thể tham khảo thêm. Thì trong quá trình mình tiếp cận các cái thị trường như mình làm các cái giải pháp thì mình có thể là cân nhắc thêm một cái nhóm sản phẩm. Vì hiện tại thì AI ở Việt Nam mình thì cũng có rất nhiều, kể cả startup họ cũng làm được rất là nhiều, giải quyết được một số cái bài toán nào đó rồi. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng chỉ dừng lại ở cái việc là show các cái demo, nhưng mà khi mà mình làm thị trường, mình triển khai trên các cái phạm vi rộng hơn thì cái cơ hội nó chưa nhiều. Thì mình có thể cân nhắc lại cái phương án đó, tìm kiếm và các lựa chọn các cái đối tác nó phù hợp để mình đi, có thể đi trên cái đường nó, mình có thể là mở rộng cái phạm vi nó ra.